Chuyện chưa kể về chiếc áo cũ 12 năm và nhân cách giản dị của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nghe tin Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần hàng triệu người dân trên đất Việt không khỏi hụt hẫng nghẹn ngào. Dẫu biết quy luật sinh lão bệnh tử không thể nào thay đổi, thế nhưng người dân đều dưng dưng những cảm xúc thiêng liêng khó tả. Đại tang này buồn nhưng không hề bi lụy. Tất cả là niềm tự hào về vị lãnh đạo tóc bạc đã tận hiến vì đất nước. Đến giây phút cuối cùng, để giờ đây khi nhớ đến bác, người ta chỉ biết đến những thứ trao ôi bình dị đến nghẹn ngào. Chiếc áo cũ 12 năm, chiếc xe từ năm 1998 hay đám cưới lặng lẽ của con trai con gái. Ai nấy đều dưng dưng ca ngợi nhân cách giản dị thanh liêm đến cuối đời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chuyện chưa kể về chiếc áo sờn tay. Thông tin về bộ vét cũ màu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mặc 12 năm được một đại biểu quốc hội đoàn thành phố Hà Nội tiết lộ trong bài đăng trên một tờ báo lớn của thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng ngạc nhiên cũng đúng mà nói không ngạc nhiên cũng không sai. Bởi đa phần người dân từ lâu những gì gắn với hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gần như đã trở thành biểu tượng về sự giản dị. Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã nói về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng bốn chữ hết sức mẫu mực ông nghị cho biết đồng chí là tấm gương đạo đức trong sạch một lòng vì đảng vì dân một nhà lãnh đạo dĩ công vi thượng nhưng những điều người dân bình thường nhận thấy được những người ở gần càng nhận rõ đó là đạo đức không cần giải thích chứng minh gì nhiều cái đó nhìn vào sinh hoạt phong cách đi lại tiếp xúc với nhân dân từ chiếc áo mặc trên người chiếc kính đeo ông cho biết tôi làm việc cùng tôi biết nhiều vật dụng được tổng bí thư nguyễn phú trọng dùng qua mấy chục năm. Như kính Tổng Bí Thư cũng dùng mấy chục năm không thay, hay chiếc cặp đi làm của Tổng Bí Thư hết sức bình dị, dùng hết năm này qua năm khác không thay đổi suốt mấy chục năm. Hay như chiếc áo khoác, áo sơ mi đã mặc sờn cả chục năm từ thời tôi đang làm việc mà Tổng Bí Thư vẫn mặc. Điều đó thể hiện một phong cách giản dị quần chúng dễ gần. Rồi đến những câu chuyện về chiếc áo đã lỏng cúc trong bài viết Sự dí dỏm giản dị đến bất ngờ của Tổng Bí Thư do nhà báo Quốc Phong, nguyên phó tổng biên tập báo Thanh Niên, chấp bút. Bài viết đăng tải trên chuyên mục Tuần Việt Nam vào ngày 2 tháng 2 năm 2021. Được biết, nữ nhà báo Thu Hồng Nguyên phóng viên Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội có vinh dự đứng trong kiếp nhà đài đi theo Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng suốt từ khi ông còn ở cương vị Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Thành ủy Hà Nội trong chuyến thăm đất nước Cuba Tổng bí thư diện bộ vét màu sáng, một chiếc cúc áo đã lỏng xuống. Nhà báo Thu Hồng nhanh trí phát hiện ra, vội đính lại cho ông và tranh thủ, thời cơ vàng thêm một lần nữa, đề nghị ông may đồ mới. Tổng bí thư trả lời, nó còn tốt mà, cũng có sao đâu mà thay. Để từ đó ta mới thấy chiếc áo cũ đã tạo nên một vĩ nhân lịch sử. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, kiệm là tiết kiệm, không xa xỉ, không khoang phí, không bừa bãi. Bác Hồ từng giải thích, tiết kiệm không phải là bùn xỉn. Khi công cần tiêu xài thì một đồng xu cũng không tên tiêu. Khi có việc đáng làm, việc lợi ích cho đồng bào tổ quốc thì dù bao nhiêu công tốn bao nhiêu của, cũng vui lòng, như thế mới đúng là kiệm. Người cũng chỉ rõ, việc đáng tiêu mà không tiêu là bùn xỉn chứ không phải là kiệm. Tiết kiệm là kiên quyết, không xa xỉ. Việc đáng làm trong một giờ mà kéo dài hai ba giờ là xa xỉ, Hao phí vật liệu là xa xỉ, ăn mặc đẹp trong lúc đồng bào đang thiếu cơm thiếu áo là xa xỉ, vì vậy xa xỉ là có tội với Tổ quốc với đồng bào. Chiếc áo khoác màu nâu này là chiếc áo vét mà bác Nguyễn Phú Trọng đã dùng hơn 12 năm qua, nay đã cũ quá rồi, đã sờn, đã rách rồi. Nhiều người nghĩ rằng với cương vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thì chuyện ăn mặc đẹp là rất bình thường, như đối với các nguyên thủ quốc gia trên thế giới. Thậm chí chuyện lãnh đạo đảng nhà nước ăn sang mặc đẹp thường ngày là chuyện cần phải thể hiện ra bên ngoài để nhận được sự đánh giá cao của bạn bè quốc tế và người dân trong nước. Không, bác Nguyễn Phú Trọng chưa bao giờ nghĩ và làm như thế. Người luôn biết, luôn cảm nhận, luôn thấu hiểu nỗi khó khăn thách thức của Tổ quốc trước những cơn sóng dữ và nỗi nhọc nhằn của dân tộc, trước quốc nạn tham nhũng, lợi ích nhóm suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa vì hơn ai hết người đang gánh trên vai trọng trách nặng nề của một thuyền trưởng lái con tàu Việt Nam vươn ra biển lớn. Người đang làm tất cả để khát vọng của mọi người Việt Nam sánh vai cùng cường quốc Nam Châu trở thành hiện thực. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn nói đi đôi với làm. Người đã làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác Hồ nhiều việc rất cụ thể. Điển hình nhất là chống tham nhũng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bên cạnh đó có việc rất đời thường là phải tiết kiệm vì bác hồ đã từng nói rằng ăn sang mặc đẹp trong lúc đồng bào đang thiếu cơm thiếu áo là xa xỉ vì vậy xa xỉ là có tội với tổ quốc với đồng bào chẳng phải tổng bí thư nguyễn phú trọng là tấm gương sáng trực quan sinh động nhất về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh đó sao chẳng phải trái tim tổng bí thư nguyễn phú trọng luôn cùng một nhịp đập với các đồng chí chúng ta đó sao Chẳng phải trong tâm người luôn thổn thức, luôn trăn trở về cuộc sống của đồng bào chúng ta đó sao? Chúng ta đã có vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng với nhân cách giản dị, với tấm lòng luôn vì dân, vì nước. Người xứng đáng là điểm tựa vững chắc, là nơi gửi chọn niềm tin sắt son, là niềm tự hào của đồng chí, đồng bào chúng ta. Hôm ấy, ngày 19 tháng 7 năm 2024, nhân dân cả nước nghẹn ngào tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về với đất mẹ những ngày hè rực lửa đã đi vào lịch sử bởi triệu trái tim cả nước nhưng ngừng đập khi hai tin tổng bí thư Nguyễn Phú trọng chút hơi thở cuối cùng vào lúc 13 giờ 38 phút ngày 19 tháng 7 năm 2024 bác trọng đã để lại sự kính trọng tình thương yêu vô hạn là tượng đài bất tử trong lòng người dân Việt Nam bao thế hệ ngày tin bác mất hàng triệu đồng bào từ nam chí bắc đã tìm về căn nhà số năm phú Thiền Quang ngóng đợi tưởng nhớ tiễn biệt ông. Rồi đây vào ngày 25, 26 tháng 7 năm 2024 sẽ diễn ra quốc tang, chúng ta sẽ lại thấy hình ảnh đoàn người lặng lẽ, trật tự xếp hàng nhích từng bước chân trên các con đường để vào nhà tiễn biệt tổng bí thư hay ra đứng ở nghĩa trang mai dịch cúi đầu tưởng nhớ. Chiếc áo cũ 12 năm, nhân cách giản dị trong tâm sáng ngời, bác trọng chút hơi thở cuối cùng vẫn lo dân nước bao lời thiêng liêng áo nâu sờn, áo vét bạc, chứng nhân thời khắc chân thành biết bao. Tổng bí thư áo cũ ấy mà, chẳng mang hình thức, chẳng sao cậy quyền. Bác luôn thấu hiểu dân mình, khó khăn thách thức giữ miền bình yên, gian nan sóng giữ ngả nghiêng, tấm lòng vững chí cường kiên mái trèo. Lời người nói, việc đã rồi, nêu gương chống lại kẻ hôi lợi quyền, tiết kiệm đời sống bình yên, đồng bào thiếu thốn đâu đành hưởng sang kính yêu để lại muôn vàn, hình tượng bất tử triệu người nhớ thương. Nghe tin bác mất vấn vương, hàng triệu con cháu, tiếc thương, nghẹn ngào. Thiền quang nhà cũ xôn xao, tưởng nhớ tiễn biệt cùng nhau tìm về. Ngày tang lễ, hàng hàng quê, mai dịch cúi lại lời thề sắc son. Tổ quốc tiễn người bằng niềm kiêu hãnh, người thuyền trưởng hãy yên giấc ngàn thu. Tình cảm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với mọi người. Nhà giáo Nguyễn Hùng Vĩ, giảng viên khoa văn học, trong đời thường đã có nhiều lần gặp gỡ và làm việc với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau đây là những chia sẻ của thầy về những kỷ niệm với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Một ông Nguyễn Phú Trọng tặng áo vét cũ còn tốt cho bạn. Hai, có người biết trước tương lai của Nguyễn Phú Trọng. Ba, kính hoa thầy giáo cũ. Bắt đầu từ công việc thôi. Một ngày vào năm 1990, giáo sư Bùi Duy Tân, gọi tôi sang phòng để nhờ một việc. Cụ nói em biết anh Nguyễn Phú Trọng chứ. Em ra mời anh ấy về dạy cho sinh viên khoa văn chuyên đề báo chí. Xưa này khoa ta mời nhà báo Lão Thành, Quang Đạm dạy, nhưng cụ vào Sài Gòn, thăm thân chắc lâu mới ra. Anh Phú Trọng có viết quyển nghiệp vụ, viết báo tử tế và có nghề lắm. Cố gắng nhé. Tôi phi ra tạp chí Cộng sản và xin gặp anh. Anh hào hứng nhận lời ồ được về phục vụ sinh viên khoa ta thì còn gì bằng nói với thầy tân là học trò xin đáp ứng vinh dự quá sau khi bàn lịch dạy đến việc đi lại anh nói coi như việc tớ về khoa dạy là chuyện cá nhân tớ tìm cách đi không sử dụng ô tô cơ quan tôi biết khi đó anh đã là phó tổng biên tập tạp chí hàm vụ trưởng có chế độ xe công tôi dè dặt nay hay em chở anh bằng xe đạp em chỉ có xe đạp thôi anh bảo thế thì tốt quá còn hơn thời sơ tán thái nguyên Nhà mình cũng chỉ có một con xe máy, bà ấy đi làm. Thế là theo lịch, tôi ra chở anh vào Mỹ Đình dạy. Đi xe đạp nhưng chân tôi ngắn, muốn anh ngồi trước thì phải ghé xe sát hè, chống chân đã. Anh bảo cứ lên xe đi, tôi chạy theo nhảy lên sau. Trên đường vào trường, anh em tâm sự, biết hoàn cảnh tôi một vợ một con nên buổi trưa cơm nguội. Anh mời cứ 11 giờ ra phố Nguyễn Thượng Hiền đợi anh rồi sang nhà anh ăn cơm. Cán bộ giảng dạy tớ lạ gì hoàn cảnh nữa. Từ đó vào ngày dạy, tôi lên tầng 3 tập thể nơi anh ở ăn cơm, chị mận nấu, rau muống, nước mắm, và 10 lát thịt ba chỉ thái khéo, mong mỏng. Chị như một người chị ân cần, thường đẩy đĩa thịt về phía tôi và nói, thầy giáo xơi cơm. Thế rồi sau đó tôi nhận được tin nhắn nhận quà, đạp xe ra nhà thơ vũ duy thông bản khóa 8 văn khoa tổng hợp thấy có một gói giấy báo mở ra là chiếc áo vét cũ xanh rêu, anh nói là Phú trọng gửi tặng vì thấy vừa người mày, cũ nhưng mặc tốt. Tôi biết mặc vét từ đó, khoác vào thấy nó đàng hoàng con người hơn hẳn. Hai, có người biết trước tương lai của Nguyễn Phú trọng. Chuyện thứ hai là năm 2001 tôi nhận điện thoại của anh là đợi trước ngõ 160, xe bạn đến đón, ta về Vạn Thọ Thái Nguyên thăm chỗ khoa sơ tán, hồi chống Mỹ em đi cho vui thế là vài chiếc ô tô lên đường xong việc thăm hỏi chiều về các chị đề xuất chơi thêm một đêm bên hồ vì lý do là họ đến tuổi hưu cả rồi cơ hội không còn nhiều đêm đó đốt đống lửa và tôi nghe được chuyện lạ mọi người chỉ sang sườn núi phía đối diện mờ ảo trong ánh trăng và kể chúng mình hồi ấy nam sinh trèo núi chặt nứa vào về làm lán học phú trọng và nguyễn văn thịnh như hai ông giáo gầy yếu hơn nhưng cũng vác mười cây như anh em, đi mắc ngược mắc xuôi, đến nơi nghỉ muộn. Anh em nhằm vào mà trêu là những giáo thứ với thư sinh yểu điệu. Lúc đó có một cụ dân Thái Bình lên vạn thọ định cư trước những năm 1945 vào xin thuốc lào vì cụ đi rừng thuốc ướt bẹt. Cụ nghe mọi người trêu cười liền đứng dậy chỉ vào Nguyễn Phú Trọng nói, các anh đừng trêu, đó mới là vua, các anh chỉ là dân thôi. Rồi cụ quay sang anh Văn Giang, người Quảng Ngãi tập kết, nói giọng quê, to khỏe nên chúng tôi gọi là Giang Văn Giang, vì khi điểm danh, anh hay thưa "Giang Giang có mặt", cụ nói: "Còn anh này sẽ là anh hùng trận mạc nhưng" cụ ôm vai Văn Giang lắc lắc. "Đúng vậy, đến năm 1968, Văn Giang của chúng tôi đi chiến trường, viết làm phóng viên và hy sinh, còn bây giờ thì quá đúng." phú trọng là bí thư thành ủy chúng mình giờ là dân thủ đô cả anh trọng chỉ ngồi im tùm tìm cười và dựng lại những thanh củi lăn ra ngoài là người ham viết báo thấy chuyện lạ tôi về phới thành bài luôn hy vọng kiếm vài đồng tiêu nhưng tính cẩn trọng tôi sách bài hỏi liền mấy anh k tám với anh phú trọng lại anh vũ duy thông khuyên chuyện thật thì lớp anh ai chả biết nhưng em đừng im em không sợ người ta cho là anh em định cấp trên à anh Duy Thông lúc đó làm việc ở Ban Văn hóa Tư tưởng phụ trách mảng giáo dục và báo chí, nên tôi theo lời anh khuyên, dù thấy tiếng tiếc một kỷ niệm lạ lùng. 3. Kính hoa thầy giáo cũ Chuyện thứ ba gần đây là việc đón cho cốt giáo sư Nguyễn Tài Cẩn từ Nga. Theo di nguyện của thầy là về quê hương Thanh Trương, anh Phú Trọng biết và nhắn vào, cụ Cẩn là thầy cậu nhưng cũng là thầy tôi đấy, cho lịch để tôi gửi lãng hoa kính viếng ngày đón tôi cũng quên nhắc một đoàn xe từ Hà Nội về theo đường mòn Hồ Chí Minh đến địa phận Nghĩa Đàn thì ban tổ chức gọi cho tôi là sao thấy hoa của Tổng Bí thư trên xe tôi gọi điện cho anh anh nói xong em ạ à, xe đang từ Vinh lên Té ra anh nhớ hơn mình xe về đến vườn hoa Đô lương nghỉ chút thì nghe điện là hoa đã đến chạy nhanh về về con người đời thường của Tổng Bí thư tôi chỉ nói ở phương diện cá nhân thôi. Một đó là một bậc đàn anh hiền hậu, giàu lòng thương người, cảm thông với mọi người. Hai, thứ hai là nghiêm túc và tận tụy với công việc. Nhìn những bút tích còn để lại thời sinh viên được lưu trữ, thì thấy nét chữ đúng là nét người. Ba, thứ ba là người vững tin vào chính kiến của mình. Rất nguyên tắc trong công việc, nhưng đặt nguyên tắc đó trong sự phức tạp của tình thế vận động và uyển chuyển. Bốn, Thứ tư là hết lòng vì việc chung, lấy hiệu quả công việc làm chính, và riêng mình thì ẩn nhẫn không tô vẽ không làm màu. Thứ năm là sự kiên dũng trong tâm khảm, tư duy rốt ráo để vào cuộc với quyết tâm rất cao. Thứ sáu chắc chắn là một chính khách trong sạch theo tinh thần khắc kỷ phục lễ. Tổng Bí thư là người hành động, 62 năm không ngơi nghỉ, trọng tài nhưng luôn đặt chữ tâm, chữ tỉnh lên trước. Tấm thiệp báo hỷ sau cưới Nhà báo Dương Đức Quảng, người cùng học văn khóa 8 với Tổng Bí Thư chia sẻ, người có học bao giờ cũng trọng cái danh và xa lánh mọi thứ ham hố về vật chất. Sự ích kỷ tầm thường chỉ biết lo vun vén quyền lợi cho cá nhân. Những năm gần đây, báo chí nói nhiều về nạn tham nhũng, về việc quan chức có quyền lực cất nhắc con cái, bố trí người thân và những vị trí này nọ mỗi lần gia đình có hỷ sự lợi dụng việc tổ chức tiệc tùng để kiếm trác nhưng với tổng bí thư nguyễn phú trọng thì không dù đã kinh qua nhiều chức vụ cao nhất của đảng và nhà nước nhưng từ việc lớn đến việc nhỏ trong dân gian chưa có lời đồn hay giai thoại nào về sự lợi dụng quyền hạn để mưu lợi cho mình cho người thân đám cưới con gái ruột tổng bí thư không tổ chức rình giang mà chỉ gói gọn trong phạm vi gia đình và sau đó gửi thiệp báo hỷ cho bạn chi kỷ biết để chung vui về thăm lại trường cũ tổng bí thư từ chối để nhà trường bố trí xe ô tô đưa đón mà tự mình đi bằng xe máy đến gặp lại đồng môn từ phổ thông đến đại học tổng bí thư luôn khiêm nhường hòa đồng với mọi người ông nói chức tước là phù vân tình thay cho bạn bè còn mãi với nhau khi chụp ảnh kỷ niệm lớp anh vẫn nhường cho người cao tuổi ngồi trên lúc thư nhàn anh vẫn về thăm những thầy cô giáo với lòng kính trọng biết ơn chân thành từng đảm nhiệm ba chức vụ cao nhất của Đảng, Nhà nước và Quốc hội. Nhưng chiếc xe công mà bác Trọng sử dụng vẫn là chiếc xe có tuổi đời hơn 20 năm, đó là một chiếc Toyota Crown cũ, đời sâu, sản xuất năm 1998, trước là xe của nguyên tổng bí thư nông Đức Mạnh từng sử dụng khi ông giữ cương vị chủ tịch quốc hội. Đến năm 2000, ông nông Đức Mạnh lên làm tổng bí thư thì bàn giao xe lại cho văn phòng quốc hội để sang cơ quan mới dùng xe của văn phòng trung ương đảng bố trí Vậy mà người kế nhiệm là ông Nguyễn Phú Trọng vẫn tiếp tục dùng chiếc xe đó, dù chiếc xe này lúc đó đã chạy được 8 năm. Thật không ngờ là đến mãi tận thời gian này, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn không hề đổi xe mới. Một chuyện vô cùng hiếm hoi trong số các nhà lãnh đạo của ta. Nói là chuyện vô cùng hiếm bởi ông hoàn toàn có quyền thay xe mới rất chính đáng. Nhất là với những ai là lãnh đạo cỡ tứ trụ. Phu nhân của ông cách đây ít năm vẫn tự đi một chiếc xe Honda Coupe cũ kỹ các con ông cũng đều là những công chức khiêm nhường trong xã hội ngay đến như con trai ông khi đang học trong một khóa học tại học viện chính trị mà bạn bè trong lớp đó đã được nửa năm cũng không có mấy người biết là con trai người đứng đầu đảng nhà nước nhà báo xuân toàn phó tổng biên tập báo dân trí cùng học khóa đó đã bật mí chuyện này ở nhà công đi xe cũ mặc áo sờn phòng làm việc đơn sơ về thăm trường cũ bằng cách nhờ bạn chờ đi bằng xe máy và đi họp lớp gặp lại thầy cô bạn bè bằng cách xin cho em bỏ mọi chức tước bên ngoài căn phòng này em đến đây mãi là học trò của các thầy các cô ngày nào tôi đến đây mãi là bạn học của các bạn chức tước như phủ vân như lời kể của nhà báo dương đức quảng người bạn học cùng khóa văn tám với tổng bí thư nguyễn phú trọng nhớ lại tổng bí thư nguyễn phú trọng đã có lần từng nói tiền bạc lắm làm gì chết có mang theo được đâu Danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất. Có lẽ không ngẫu nhiên mà đại biểu Quốc hội Vũ Trọng Kim đánh giá Tổng Bí thư là một tấm gương sáng, chia sẻ với báo giới ngay sau lễ nhậm chức Chủ tịch nước vào tháng 10 năm 2018 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Kim đã nhận xét: "Không phải tận bây giờ, khi Quốc hội bầu ông làm Chủ tịch nước, khi có bản kê khai tài sản thì tôi mới khẳng định ông là người liêm khiết, mà đã từ lâu trong quá trình công tác tôi đã nắm bắt và có thể khẳng định ông nguyễn phú trọng là người trí công vô tư hoàn toàn trong sáng đây là một tấm gương sáng đã rất rõ ràng đặc biệt trong bối cảnh hiện nay khi những chuyện như biệt phủ nhà lầu của quan chức gây bức xúc dư luận việc nêu gương của một cán bộ cấp cao rất có ý nghĩa người đứng đầu đảng nhà nước ở nhà công vụ với một số tiền tiết kiệm nhỏ điều này đã nói lên tất cả đúng rất đúng rằng có nêu gương và tấm gương có thuyết phục thì mới dẫn dắt mới lãnh đạo được jean de la bruyre nhà triết học và đạo đức người pháp từng nói trong tất cả mọi thứ từ tính cách cung cách tới phong cách cái đẹp nhất là sự giản dị sự giản dị ấy từ nay sẽ trở thành những truyền thuyết dân gian và sự vĩ đại cũng không phải tìm đâu xa nó có ngay trong sự giản dị quy luật sinh tử nhân gian dân gian nhớ bác lòng mình dưng dưng. Áo cũ, xe xưa thanh bình, đám cưới lặng lẽ, tấm tình giản đơn, lãnh đạo tóc bạc lòng son, hiến dâng vị nước mãi còn trong tim. Người dân kính mến tự hào tận hiến đến phút cuối cùng đời ta, tiết kiệm, bác hồ dạy ta, bỏ ngay xa xỉ thanh liêm tìm về. Bác trọng gương sáng đây rồi, người là lãnh đạo thanh liêm suốt đời dân thương dân nhớ nghẹn ngào mai dịch cúi lại nghĩa tình khắc ghi quốc tang buồn không hề bi lụy tám mươi tuổi đời kiêu hãnh nước non ta em với thầy cùng dắt tay nhau đi trong giờ phút đau thương của cả dân tộc khi tổng bí thư nguyễn phú trọng từ trần những người từng có may mắn được gặp tiếp xúc đều nhớ về những khoảnh khắc quý giá với tổng bí thư một nhân cách lớn nhưng rất đỗi giản dị khiêm nhường em với thầy cùng dắt tay nhau đi, đó là kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời của ông Lê Trung Kiên, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Nguyễn Gia Thiều quận Long Biên Hà Nội kể lại. Cách xưng em gọi thầy của ông với thầy giáo chủ nhiệm cũ rồi đến xưng em gọi thầy với thầy hiệu trưởng, mới trẻ hơn ông cả chục tuổi, cũng khiến nhiều người từ ngỡ ngàng đến cảm phục. Trong câu chuyện từng lời nói nụ cười của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng luôn tát lên lòng biết ơn và trân trọng những thầy giáo, cô giáo đã dạy dỗ, giáo dục, góp phần hình thành nên nhân cách của ông cùng những tình cảm thân thiết với ngôi trường mang tên danh nhân Nguyễn Gia Thiểu. Bồi hồi nhắc lại chuyện cũ, ông Lê Trung Kiên cho biết, những kỷ niệm với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn luôn trong trái tim ông, đặc biệt là trong dịp nhà trường tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập, 14 tháng 11 năm 2020. Ông Lê Trung Kiên xúc động nói, Tôi được gặp mặt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để mời ông về tham dự buổi lễ. Thật không ngờ ông dành cho tôi khá nhiều thời gian dù rất bận công việc. Điều lạ lùng là trong suốt cuộc trò chuyện, Tổng Bí Thư gọi tôi bằng thầy, còn ông xưng em, giống như một người học trò. Ngoài những câu chuyện về trường, Tổng Bí Thư còn hỏi tôi xem trường có mời các thầy cô giáo là học sinh cũ không? Tôi nói có mời, nên mặt ông rất vui và hạnh phúc, sự tế nhị khiêm nhường của vị lãnh đạo cao nhất của Đảng và nhà nước thật hiếm có. Trong căn phòng truyền thống của trường Trung học Phổ thông Nguyễn Gia Thiều, những hình ảnh về hoạt động của cậu học trò anh thanh niên, nhà lãnh đạo Nguyễn Phú trọng được nhà trường trưng bày trang trọng, trong số đó là bức ảnh lớp trưởng bí thư chi đoàn 9B 10B Nguyễn Phú trọng với nụ cười hiền từ, bức ảnh chụp học trò Nguyễn Phú Trọng với những người bạn thân thiết Ngô Bá Dục, Hoàng Văn Tài, bức ảnh chụp đồng chí Nguyễn Phú Trọng với người bạn đồng khóa và còn cả những bức ảnh tổng bí thư về thăm trường trao quà tặng học sinh trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Ông Lê Trung Kiên chia sẻ những câu chuyện về thời niên thiếu đầy khó khăn vất vả cùng những thành tích học tập xuất sắc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn được nhà trường kể lại trong những buổi sinh hoạt chuyên đề, lấy đó làm động lực để thầy và trò cùng phấn đấu. Có thể nói, Tổng bí thư chính là điểm tựa tinh thần của nhà trường chúng tôi. Câu chuyện về cậu học trò Nguyễn Phú Trọng hiền lành, thông minh, chịu khó còn được thầy giáo Vũ Ngọc Huỳnh kể lại say xưa. Ngày ấy, tôi dạy môn toán lớp 6, có học trò Trọng cùng với một số em nữa từ Đông Anh sang học. Các em ấy đều có hoàn cảnh gia đình nghèo lắm, phải mang gạo sang, ở nhờ nhà dân, nhà thầy giáo, rồi còn phải ra sông Hồng vớt củi để tự nấu cơm ăn. Thế mà em nào cũng học giỏi, ngoan ngoãn, có chí phấn đấu. Trong bài thơ của mình, em Đỗ Bá Dục đã viết thế này. Nhớ chiều ăn trộm ổi xanh, thay cơm bữa tối học hành vẫn chăm. Sông Hồng nước lũ băng băng, bơi ra vớt củi kiếm dần cái đun. Có sáu năm học phổ thông tại ngôi trường mang tên Nguyễn Gia Thiểu. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn có tên trong các cuộc thi học sinh giỏi của thành phố, đặc biệt là môn văn. Khi ông đang học lớp 10, ông đã làm cho các bạn phải ngạc nhiên với bài thuyết trình dài trong các buổi ngoại khóa về một đề tài xã hội mà ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, ít ai quan tâm. Đó là thân phận của người nông dân trong tác phẩm Tắt đèn của Ngô Tất Tố, Bỉ vỏ của Nguyên Hồng thân phận của người phụ nữ trong thơ của Tố Hữu. Có lẽ ngay từ thuở ấy, ông đã thấm cái đau của nỗi đau con người, đã khắc khoải với tốt xấu, mất còn. Làm gì đây cho đời thêm ý nghĩa năm cuối cùng của đời học phổ thông, hãy cứ để cuộc đời trôi lặng lẽ theo thời gian tẻ ngắt lạnh lùng. Bài thơ năm cuối cùng của đời học phổ thông ông viết vào tháng 9 năm 1962. Nhân đầu năm học mới 1962-1963 đã được kết bằng bốn câu thơ như thế. Trải qua nhiều bậc học cao hơn, giữ trọng trách tại nhiều cương vị quan trọng của thủ đô quốc hội, đảng nhà nước, cậu học trò Nguyễn Phú Trọng đã trở thành một vị lãnh đạo có nhân cách lớn, sẵn sàng đương đầu với những thách thức, gánh vác trọng trách giữ gìn sự trong sáng của Đảng, sự trường tồn của chế độ đất nước. Với 80 năm tuổi đời, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức, cách mạng của người chiến sĩ Cộng sản, là nhà chính trị sắc sảo trí tuệ, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Nhà văn Nguyễn Đình Thi có viết một câu, trên ngực áo này không một tấm huân chương, nhưng dưới làn áo mỏng này có một trái tim, sâu sắc lắm. Còn nhà thơ Tố Hữu thì có rất nhiều bài viết về bác hồ mà tôi rất thích cái câu mong manh áo vải hồn muôn trượng hơn tượng đồng phơi những lối mòn danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân tất cả vì sự nghiệp chung đấy mới là người cộng sản chân chính tổng bí thư nguyễn phú trọng đã từng nói trái tim của người cộng sản chân chính nguyễn phú trọng đã ngừng đập nhưng tinh thần của ông nhân cách của ông còn sống mãi Dẫu biết vô thường là định luật không thể nào thay đổi, nhưng khi hai tin một bậc lãnh tụ vĩ đại của đất nước Việt Nam vừa qua đời, người dân không khỏi bàng hoàng xót thương. Giờ đây, chúng ta hãy cùng để lại những lời nguyện dành cho bác Nguyễn Phú trọng, một đời vì nước vì dân, đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, bác vẫn không ngừng nghĩ cho lợi ích của đất nước và toàn dân.